Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn đã đăng ký và theo dõi kênh Ô tô 360. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở clip mới nhất trong ngày hôm nay mà Ô tô 360 chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được trong ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có rất nhiều người đang tìm mua xe nhưng ở với kinh tế rất là eo hẹp, ví dụ như ở tầm tiền 300 triệu đồng mà quý vị và các bạn muốn mua một chiếc xe ô tô số tự động 5 chỗ ngồi thì quả là rất là khó. Trong cái tầm tiền 300 triệu đồng thì quý vị và các bạn có thể mua được những chiếc xe, ví dụ như chiếc xe Kia Morning Van thì nó còn được ở đời cao, nhưng chiếc van nó chỉ được ở những cái xe mà ở những chiếc xe được ngồi được 2 chỗ ngồi thôi, đi nó rất là bất tiện mà rất là hay bị cảnh sát giao thông hỏi thăm. 100 triệu quý vị và các bạn có thể mua được một chiếc xe mà hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, không những chiếc xe 5 chỗ số tự động mà lại còn ở phân khúc là dạng xe SUV, tức là dòng xe gầm cao 5 chỗ hai cầu số tự động ạ. Đây là chiếc xe Hyundai Tucson 2.0 số tự động hai cầu máy xăng. Chiếc xe được sản xuất năm 2009, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được 7,5 vạn rồi ạ, tức là 75.000 km rồi ạ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe này. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem, tôi sẽ quay toàn bộ về chiếc xe này cho quý vị và các bạn cùng xem. Vẫn như các clip trước, tôi sẽ quay về ngoại thất về bên ngoài trước cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Đây là một chiếc xe Hyundai Tucson 2009. Chúng tôi đến mua về thì chiếc xe này chủ xe đang bảo dưỡng tại một gara. Chủ xe đã sơn toàn bộ lại xe và bảo dưỡng toàn bộ tất cả lại xe trước khi bán cho chúng tôi. Cho nên là nếu như quý vị và các bạn mua về, kể cả chúng tôi mua về chiếc xe này, chúng tôi cũng không phải làm cái gì cả. Quý vị và các bạn mua về cũng chỉ việc chạy thôi ạ. Chiếc xe đã đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã chạy được 75.000 km rồi ạ. Quý vị và các bạn cũng đã xem qua về cái phần bên ngoài rồi đấy, toàn bộ nước sơn rất là bóng bẩy vì chủ xe mới sơn xe và đánh bóng lại toàn bộ chiếc xe này. Nhìn qua về bên ngoài thì rất là đẹp, không có cái điểm gì để chê chiếc xe này. Đây là toàn bộ về cái phần ba đờ sốc trước của chiếc xe đấy ạ. Toàn bộ về cái phần ba đờ sốc trước cũng còn đang rất là mới và đẹp ạ. Tất cả đều nguyên bản, chưa một vết đâm đụng. Dù đã sơn qua lại rồi, vì là cái xước sát hay là sơn thì không tránh khỏi được ạ. Còn đây là toàn bộ về cái phần đèn pha của chiếc xe. Đèn pha còn đang rất là mới và bóng bẩy. Tiếp theo và đây là một toàn bộ cái phần ba đời sốc sau của chiếc xe. Toàn bộ phần ba đời sốc sau của chiếc xe cũng còn đang rất là nguyên bản, chưa có dấu hiệu sự đâm đụng hay là tai nạn gì cả. Và đây là cái phần đèn hậu của chiếc xe. Cái đèn hậu này cũng còn đang rất là mới và sáng đấy ạ. Không có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là nứt vỡ gì cả. Toàn bộ về cái phần nước sơn còn rất là bóng bẩy, chưa có dấu hiệu của sự tai nạn hay đâm đụng gì cả. Chiếc la răng đúc 5 cánh này cũng còn đang rất là mới. Toàn bộ về cái phần lốp liếc cũng còn rất là mới. Với cái lốp này thì quý vị và các bạn cũng có thể đi được một thời gian khá dài nữa đấy. Đây là cái phần táp bi cửa bên lái, cửa trước bên lái. Đây là cái keo chỉ của nó còn nguyên zin, chưa có sự đâm đụng hay là mất keo chỉ mối mọt gì cả, tất cả còn nguyên bản. Táp bi cửa này, đến táp lô cũng còn đang rất là mới và đẹp. Những chiếc vô lăng này thì còn đẹp quá cơ. Chiếc vô lăng này được chủ xe bọc cho nên là còn rất là mới đẹp. Đồng hồ là 75.000 km rồi đấy ạ. Táp bi cửa, táp lô còn rất là đẹp. Nội thất còn nguyên bản là nội thất nỉ. Nội thất nỉ này còn rất là đẹp và sạch sẽ. Tuy có cũ theo thời gian nhưng mà cũng còn đang rất là đẹp so với những chiếc xe cùng đời. Đây là chiếc táp bi cửa sau bên lái. Toàn bộ chiếc táp bi cửa sau bên lái này cũng còn rất là đẹp. Keo chỉ còn nguyên, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là mối mọt gì cả. Chưa mất một phân keo chỉ nào.
toàn bộ về cái phần nỉ và đằng sau này, nỉ và ghế sau, trần, cửa nóc các thứ cũng còn đang là rất là đẹp, sạch sẽ. Tìm được những chiếc xe mà còn đẹp mà cùng đời như thế này thì còn rất là ít đấy ạ. Đây là chiếc tắp bi cửa sau bên phụ ạ, cũng giống như các tắp bi cửa bên kia thôi, đẹp đẽ và chưa mất phân keo chỉ nào cả. Quý vị các bạn thấy chưa, tôi quay sát vào cái chiếc ghế nỉ này đấy, còn chiếc nỉ này còn rất là đẹp, còn mới ạ, rất là sạch sẽ. Nếu như quý vị và các bạn mà muốn làm lại da thì về sẽ thay cái bộ nỉ này đi và lắp thêm bộ ghế da nữa để cho nó đẹp đẽ hơn nhé. Chứ vì là chiếc nỉ này thì thực ra thì đi cũng còn đang rất là tốt, nhưng mà nhiều quý vị và các bạn không thích ngồi nỉ. Còn đây là chiếc tắp bi cửa trước bên phụ, cũng giống như chiếc tắp bi cửa bên các bên kia là đều còn đang rất là mới và đẹp đấy ạ. Còn đây là phần táp lô đây, táp lô tôi quay sát vào cho quý vị và các bạn cùng xem, táp lô nó cũng đang rất là mới và đẹp. Nỉ cũng đang rất là mới và đẹp đấy ạ. Đây là nỉ của ghế đấy. Đây là cái khoang sau để chở đồ đấy. Riêng với cái dòng SUV thì là cái khoang sau của nó rất là rộng, quý vị các bạn có thể để đồ thoải mái. Toàn bộ về cái phần nhựa này cũng còn đang rất là mới đây, đời 2009 mà còn mới đẹp như thế này thì là cũng là rất là ít đấy ạ, không có nhiều đâu ạ. Toàn bộ về cái phần nỉ này, phần nhựa này, đang rất là đẹp và rộng, rộng rãi cái khoang này chứa đồ thoải mái. Đây là cửa nóc trần rất là sạch sẽ, nhìn như xe mới. Khác với tất cả các dòng xe sedan hay là hatchback thì riêng cái dòng SUV này thì là toàn bộ về cái phần ghế sau có thể gập lại, giúp cho cái khoang nội thất này rất là rộng rãi. Và đặc biệt là nếu như chúng ta có thể đi phượt hay đi đâu xa mà trong cái lúc nghỉ ngơi, chúng ta có thể gập ghế này lại để chúng ta có thể nằm được. Hoặc là gia đình mà có trẻ con đi xa thì có thể lắp thêm một cái đệm hơi vào đây, thì chúng ta có thể là cho trẻ con nằm rất là rộng rãi như một chiếc giường đấy ạ. Rất là rộng rãi. Đây quý vị các bạn cùng xem đây, cái dòng SUV này thì rất là tiện, rất là tiện lợi, xe rất là rộng rãi, rất là tiện rộng rãi và tiện lợi cho những cái cuộc hành trình đi xa. Hoặc là chúng ta có thể gặp lại chở đồ đạc gì thì cũng rất là tiện. Đây là toàn bộ về cái phần khoang trong nội thất của chiếc xe, chiếc cửa nóc rất là đẹp đấy. Từ những chiếc đời 2009 mà chiếc xe đã được trang bị cái cửa nóc như thế này là đã rất là ít ạ. Đây là đồng hồ của chiếc xe đã chạy được 75.000 km rồi đấy, tức là 7.500.000 rồi. Vô lăng thì còn đang rất là mới và đẹp, vì cái vô lăng này chủ xe bọc bao da cho nên là bây giờ chúng tôi bỏ cái bao da ra rất là mới. Táp bi cửa cũng rất là mới, đẹp đẽ. Đây là toàn bộ về cái phần táp lô của chiếc xe. Cần số cũng còn đang rất là mới, vì chiếc xe này chạy có 7.500.000 thôi cho nên là cái cần số còn đang rất là đẹp mà chúng tôi không phải làm lại. Nhiều cái xe là cái cần số nó đã bóng và trọc hết đi rồi đấy. Đây là cái táp bi cửa này, toàn bộ vô lăng. Tôi quay thật là chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem, và anh em thợ mà xem lấy xe cho người nhà thì cũng rất là yên tâm vì chiếc xe này còn đẹp. Và chỉ cái tầm tiền 300 triệu mà quý vị các bạn sở hữu cái dòng xe SUV này thì là đã là lý tưởng rồi ạ. Đây là cái phần cửa nóc của chiếc xe. Chiếc xe này sản xuất 2009, cửa nóc thì đã auto rồi ạ, một chạm, chỉ cần chạm vào bỏ tay ra là có thể cái cửa nó tự động đóng lên hoặc mở xuống. Cánh cửa là hoạt động rất là trơn tru. Đấy, cửa nóc rất là tiện lợi lấy không khí. Nếu như quý vị và các bạn mà đi du lịch, đi chơi ở những cái vùng có không khí thoáng mát như kiểu đi biển thì cũng nên mở cái cửa nóc này ra để lấy không khí, hoặc là có thể đi cổ vũ bóng đá thì cho người nhà đứng lên vẫy tay. Nhưng mà đi cổ vũ bóng đá thì đi kiểu cái tốc độ vừa phải thì người nhà mới thò cổ lên để vẫy tay được nhá, chứ còn nếu như mà đi ở cái tốc độ lớn thì cũng không nên, rất nguy hiểm.
Và cái phần quan trọng nhất vẫn là cái phần động cơ của chiếc xe. Sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe này. Chiếc xe được trang bị động cơ 2.0 lít và động cơ này là động cơ DOHC. Tất cả các ốc máy, ốc tai, toàn bộ về cái ốc này còn nguyên bản đã, chưa có đâm đụng hay là va chạm gì, cho nên là ốc nó còn nguyên. Máy móc thì chủ xe cũng vừa mới bảo dưỡng một loạt xong, và đây là cái việc bảo dưỡng của xưởng chứ không phải là dọn dẹp của thợ dọn dẹp, cho nên là chúng tôi về thấy là thợ người ta bảo dưỡng xong, người ta cũng đã lau qua, cho nên là nó cũng tương đối sạch sẽ, cho nên chúng tôi không còn phải dọn lại nữa, vì là cái ốc này của nó cũng còn đang còn hết tất cả đấy. Chủ xe vừa mới bảo dưỡng lại toàn bộ máy móc, cho nên là nếu như quý vị và các bạn mà mua chiếc xe này về thì là yên tâm trong một thời gian rất là dài, không phải quan tâm gì về cái động cơ này nữa, không phải bảo dưỡng, không phải thay dầu gì cả, vì là chủ xe vừa mới thay bảo dưỡng toàn bộ lại rồi. Quý vị và các bạn chỉ việc là sử dụng thôi, không phải bảo dưỡng hay chăm sóc gì cả. Toàn bộ về những cái phần ốc xương này, toàn bộ xương đằng trước này cũng còn đang nguyên bản hết đấy, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay va chạm móp xước gì đâu. Toàn bộ cái khoang động cơ này là đang là rất là hoàn hảo, máy móc rất là hoạt động rất là ổn. Và cái động cơ của Hyundai thì quý vị và các bạn cũng biết rồi. Nếu như tôi ví dụ như những chiếc xe mà quý vị và các bạn mua như chiếc xe Hyundai i10 mà chẳng may mà mua phải những cái xe người ta chạy dịch vụ ấy, một năm cái chiếc xe i10 là người ta có thể chạy 10 vạn rồi, mà chiếc xe này là chạy có 10 năm rồi mà cũng chỉ chưa được 10 vạn, thì quý vị và các bạn cũng phải biết được là cái chất lượng nó còn được như thế nào. Và nếu như mình mà mua về thì chiếc xe này chạy thế nào thì quý vị và các bạn cũng đã tự biết được cái việc đấy, vì cái động cơ của Hyundai nó cũng rất là bền bỉ. Toàn bộ về cái phần ốc cabo hay là keo chỉ của cabo cũng còn nguyên và zin hết, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905608883. Quý vị và các bạn hãy like clip và đăng ký kênh, và nhớ và rung chuông để đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi cập nhật. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Thank you.